Chào các bạn, mời các bạn đến với bài số 3 trong loạt bài học tiếng Hàn ở trình độ tiền trung cấp. Theo giáo trình đọc hiểu Yonse. Bài hôm nay với chủ đề Sochung Han Mul Gon, đó là món đồ quý giá. Chúng ta hãy cùng nhìn bức tranh và đoán thử xem món đồ mà người viết đề cập tới là gì trong những cái món đồ mà chúng ta nhìn thấy ở đây. Ví dụ chúng ta có từ nốt thư mục, đó là máy tính sách tay, laptop, computer. Tịt ca ở đây, đó là gì? Đó là cái máy ảnh kỹ thuật số. Cá chốc, sa chin, đó là bức ảnh gia đình. MP3, đó là máy nghe nhạc MP3. Và hưu tê chan hoa, đó là điện thoại di động. Liệu rằng đó là món đồ gì? Chúng ta cùng xem và dịch từng câu. Câu đầu tiên. 저는 원룸에서 혼자 살기 때문에 물건이 많지 않습니다. Câu này được chia làm đôi, đúng nào? Vì sao ạ? Cấu trúc động từ cộng với 기 때문에, đúng không? Danh từ 때문에 có nghĩa là vì. Vì tôi sống một mình, 혼자, đúng không ạ? 살다 có nghĩa là gì? Sống một mình. Ở đâu? Ở 원룸 có nghĩa là phòng trọ. Cho nên là gì ạ? 물건이 많지 않습니다. Cho nên tôi không có nhiều đồ đạc. 물건 đây là đồ đạc. Chúng ta có từ này. Câu số 2. 하지만 từ nối. Tuy nhiên, notebook, MP3, Dika, Hildechanhoa, Kajok, Sachin, Tung, Seka, Johanen, Kajiman, Simita. Có nghĩa là, tuy nhiên thì tôi có nhiều các cái món đồ mà gì ạ? Tôi thích, giống như là gì đây? Máy tính sách tay, máy nhạc MP3, điện thoại, di động, máy ảnh. Đấy, rồi là ảnh gia đình, vân vân. Cứ chung nghe cho, chói kê chế yên, sô chung hàn có sân, bà rô, bập sốt chim nỉ đà. Có nghĩa là trong số đó, thì sao? Cái gì là món đồ mà quan trọng nhất đối với tôi, đúng không ạ? Chúng ta có danh từ ở đây, chính là chủ ngữ đây này. Sô chung hà tà, nối vào bổ ngữ. Sô chung hàn có sân, đó là món đồ mà quý giá nhất đối với tôi, đó là gì? Paro bập sốt chim nỉ đà. Bập sốt chim nỉ đà có nghĩa là nồi cơm điện. Đây là một từ mới. Đó chính là cái nồi cơm điện. Chúng ta có trạng từ paro ở đây. Có nghĩa là chính là. Phần 2 như sau. Cho nên chàng nhon ca chi bù mô nìm qua ca chi sa rát kỳ tê mùn ê bù mô nìm kê so nàl ma ta bập ơ hê chú sát sư mỉ đà. Có nghĩa là chúng ta lại tách đôi. Với cấu trúc temune, kịt temune, chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp, đúng không ạ, với quá khứ ở đây. Như vậy nó sẽ đổi thành sarat kịt temune. Cho tới năm ngoái thì sao? Tôi vẫn sống chung với bố mẹ, đúng không nào? Bumonim qua kachi sarat kịt temune. Và mẹ sao đây ạ? Mỗi ngày thì nalmata thì mẹ đều làm gì nhỉ? Mẹ đều nấu cơm, đúng không ạ? Chuẩn bị cơm cho tôi. Đây là kính ngữ này. Omonim kê so, đó hay là kê so nân, đúng không nào? Kính ngữ với tiểu từ bình thường là gì? Nân, đúng không? Nhưng ở đây người ta đã chuyển thành gì? Kê so hoặc là kê so nân. Đấy, tiểu từ kính ngữ. Grante lại là một từ kết nối. Như vậy chúng ta có này. Hachiman, tuy nhiên, grante cũng vậy. Grante, chỉ cần mình bố mô nìm qua khả chi sa chi ản khô chế ca yô ri rư chal một tha kỳ tê một nế hôn trà gió và bơ hê mong nên có gì nó mu ở rập mì đà. Câu này rất là dài thì chúng ta tách như thế nào? Tuy nhiên hiện nay, đúng không ạ? Bây giờ tôi không sống chung với bố mẹ nữa. Chúng ta có từ là sai chi ản khổ, đúng nào? Và ngoài ra thì sao? Vì không sống chung bố mẹ lại là cái người mà gì? Không giỏi trong cái việc nấu ăn, nấu nướng, đúng nào? Yô đi rơ ha tà. Thì ở đây phủ định là sẽ là gì? Yô đi rơ chal một tha kỳ tê mùn ê. Đấy, lại không nấu ăn giỏi cho nên là gì ạ? Khi một sống một mình như vậy, nấu ăn, đúng không ạ? Một mình như vậy thì sao? Cái việc đó, đúng không ạ? Trở nên rất là khó khăn. Chúng ta thấy là đây là hình thức biến động từ thành danh động từ, đúng nào? Bằng cách là gì? Thêm đuôi gì ạ? Nên cọt, đúng không ạ? Nên cọt hoặc là ki ở đằng sau. Thì cái việc, đúng không ạ? Cái việc nấu rồi ăn cơm, đúng không ạ? Mình nấu một mình ạ, thì rất là khó khăn. Nó mu ở rập sim đi đà. Một từ nối tiếp theo đó là từ therefore đấy ạ. Do đó mà, cứ đê so, bắc kê so, sa mỏng nên, chúng ta lại có một hình thức biến động từ thành danh từ.
tức là hình thức danh động từ. Cho nên là cái việc mà gì đây? Thực ra lại còn kết hợp với danh từ y ở đấy nữa đúng không? Cái việc mà nấu ăn, hay là sorry, cái việc mà ăn ở ngoài đúng không? Mua đồ đúng không? Ăn ở ngoài đó thì đó là thường xuyên mà na so. Chính vì vậy mà còn ca nghi chấu cưng nạp pa chất xâm nỉ tà, chúng ta có từ tính từ cộng với a o yo chỉ tà, có nghĩa là trở nên như thế nào đó. Ở đây chúng ta có từ nạp pư tà, đây là bất quy tắc, cho nên khi chuyển thành cấu trúc này nó sẽ chuyển thành nạp pa chất xâm nỉ tà, có nghĩa là sức khỏe của tôi thì xấu hơn một chút đúng nào, tức là nó không còn được vì ăn uống không điều độ mà ăn uống không đầy đủ đúng nào, cho nên là gì, sức khỏe có ảnh hưởng. Câu tiếp theo, bù mô ni mên hăng sang chế còn ca ngư cọc trong ha xin nỉ tà, cọc trong ha tà lo lắng cho sức khỏe của tôi, bố mẹ luôn luôn lo lắng cho sức khỏe của tôi. Hăng sang thì ở đây chúng ta có từ cọc trong ha tà, khi kết hợp kính ngữ thì nó sẽ chuyển thành từ cọc trong ha si tà, như vậy khi mà đọc thì chúng ta đọc là cọc trong ha xin nỉ tà. Sau đó tiếp này, cứ đê xó ô mô ni mên chí năn tà rê cháu ê kê bạp sốt thư bố nê chất xâm nỉ tà chú sát xâm nỉ tà, có nghĩa là gì? Chính vì vậy mà tháng trước thì mẹ đã gửi cho tôi một cái nồi cơm điện, chúng ta có từ bồ nê tà bằng với từ bụt chi tà là gửi đúng không? Thì kết hợp với từ chú tà, chú si tà thì chúng ta sẽ có là gửi cho tôi. Đó, kính ngữ tiếp theo, chú sát xâm nỉ tà y bạp sốt thân chạc ca gió ôn xa bạp bơ hê mọc kỳ tô sốt khổ bạp tô à chú bát ly tuyên bỉ tà, vừa và vừa đúng không ạ? Cấu trúc đó, cấu trúc tô này đúng không, rồi cấu trúc là gì đây, cô tô này đúng nào đó. Thì ở đây có thể dịch là cái nồi cơm điện này nhỏ vì nó nhỏ đúng không ạ, cho nên là gì, cái việc mà nấu và ăn cái cơm đúng không ạ, nấu ăn một mình đấy ạ thì sao, khá là ổn đúng nào, khá là tiện đấy, sụt cổ đúng không ạ, sụt khổ sụt thà đây này đúng không ạ, sụt khổ và tô á chú bát ly tuyên bỉ tà, chúng ta có từ bát tư ha tà là nấu cơm, thế còn pi tuệ tà có thể nói là cơm đúng không ạ, cơm chín đây là hình thức cần như bị động đúng không ạ, vậy thì có thể hiểu là cơm chín cũng rất nhanh đúng không ạ, cái việc nấu nướng như vậy tiện lợi đúng không ạ, cũng ổn và cơm chín rất nhanh. Đoạn cuối cùng, chúng ta có đoạn cuối cùng bạp sốt thư bạc cổ ô đen man nê tà tuyết than bạp bơ hê mọc có xâm nghỉ tà, có thể nói là gì, nhận được nồi cơm điện đúng không ạ, và kể từ đó thì sao, tôi đã gì, nấu và ăn cơm mình nấu đúng không ạ, cái cơm nóng ta tức tha tà, khi mà chuyển đây thì cụm định ngữ thì sẽ biến thành ta tức than đúng không nào, ta tức than và bơ hê mọc có xương nghỉ tà bàn cha ni màn chi ăn nát chi man đấy, mặc dù là không có nhiều món phụ đúng không ạ, món phụ không có nhiều, thế nhưng mà đây là từ bàn chan, ở đây là món ăn này đúng không ạ, phụ này và pi ta tức tha ni ca à chú nhưng mà sao, cơm nóng đúng không ạ, vì ăn cơm nóng như vậy cho nên cảm thấy món ăn bữa ăn rất là ngon, chúng ta có từ là ta tức thanika, như vậy ở trong bài này cả ba hình thức của cấu trúc vì nên đã đều xuất hiện, đó là gì, động từ tính từ cộng với a o do so đúng không ạ, danh từ temune động từ cộng với kỳ temune, và cuối cùng chúng ta có tính từ động từ cộng với nika, unika đều mang nghĩa như vậy. Và câu tiếp theo cũng là câu cuối cùng chúng ta đọc này, câu rất dài. Bập sút chi bì sơ sơ bì chê bập bơ ha nên quả si ở đọc chi ảnh sư nỉ đà. Vì đúng không ạ, có nồi cơm điện cho nên là gì, cái việc nấu lại có hình thức danh động từ. Cái việc nấu cơm hiện nay đúng không ạ, với tôi thì không khó nữa đúng không nào. Ở đọc chi ảnh sư nỉ đà. Cho nên y bạp sốt thử đô bạp bơ hê mọc cư tê mà ta ở mò ni rư xin các khăm nỉ đà, chúng ta lại có cấu trúc đúng không ạ, ở đây gặp lại trong bài 2 chúng ta đã gặp cấu trúc này rồi, đó là động từ cộng với ư rư tê, có nghĩa là mỗi khi đúng nào, hay là mỗi lúc mỗi dịp, ví dụ như là hát kêu tê hát kêu ê thà ni tê, có nghĩa là cái thời mà tôi còn đi học vậy đúng không ạ, thì ở đây chúng ta có là gì, cứ mỗi lần nấu cơm bập hê mọc cư tê mà ta, có nghĩa là nấu và ăn cơm đó, bằng cái nồi cơm điện này đúng không ạ, danh từ cộng với ư rô và rô, đó là hình thức cách thức, có nghĩa là nấu ăn
và ăn cơm mình nấu bằng cái nồi cơm điện này thì tôi lại nhớ tới mẹ đúng không ạ? Omoniru sinh các ham nỉ đà. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái việc là học những cái từ mới của bài. Nhắc lại ví dụ chúng ta có từ tập sốt đúng không ạ? Chúng ta có từ bàn chàn, chúng ta có từ là khôn cha một mình, chúng ta có từ sô chung ha tà đó là quý giá, ta thức tha tà nóng ấm đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại văn bản này một lần nữa. Cho nên quân lưu mấy chó hôn cha sai vì tên một nét mười con ni mà chi ăn xin bị đà cứ để chó nộp thư bút em bị sư đi tịch kha ưu tê son hoa cả chốc xa chim tương chế ca chúa hà nên có si mãn xin bị đà cứ chung nghe chó cho ê kê chế yên sô chung hàn có dân bà rô bạc sốt chim bị đà cho nên cháu nhon ca chi bù mô ninh qua khả chi thả rắc kỳ tê một nét Omonim keso nalmata papuhe chusasumita. Kuronte, chigamen bumunim qua kachi, sal chian ko, chega yoriru sal mote, mota kite mune, hun cha zo, papuhe mong len gosi, no mu orapsumita. Kureso, pakeso, sa mong len ini, mani, mana zo, kongani, sogum, napa chasumita. Bumunim hàng sang sẽ còn càng ngư cộng cho hai xin mùi đà. Từ đây gió ở mô ni nên chỉ nàn tà rê cho ê kê bạp sốt thư bố nê chú sắc xin mùi đà. Y bạp sốt thư giá ca gió hôn cha bạp tư hê mọc vịt tố sốt khô bạp tố bà chú bà lì tên mùi đà. Bạp sốt thư bạp cô ô rê mà nê tà tức than bạp tư hê mọc có xin mùi đà. Bạn chân ni màn chi ăn nát chi màn bạp bì tà tức thà nì gà à chú mà xí sắc xin mì đà. Bạp sốt chi y sơ sơ y chê bạp bì hê bạp bì hà nên có xì ở rắc chi ăn xin mì đà. Cho nên y bạp sốt thử rô bạp bì hê mò cử tê mà ta ở mô ni mơ xin các hàm mì đà. Cảm giam ni ta tô mà nà yô. Chào các bạn, hẹn gặp lại trong các buổi học lần sau.